Đây số 1 hàng công ty nha. Con ở ST 155 nè, sau này nó xài phát dầu như GT luôn nè, không mới ST 155 đó, bự quýt không mới nha. Nó đẹp sướng của nó luôn, hôm nay là đúng mùa nó luôn. Hả? Mai hôm nay đúng mùa luôn, cây nào cũng nở 100%. Con cũng nhớ từ đầu đấy.